Đây là lan thạch hồng tía. Cái này thì mình mới mua về mình ghép thôi, nhưng mà nó nở hoa là khá là đẹp. Đây, mặc dù nó mới là cái năm đầu tiên đi, nhưng mà là phải nói là cái giống này nó khá là sai hoa. Đây chắc người ta trồng ở nhà vườn thôi, là thân của nó cũng không được to mập, không được đẹp lắm, cho nên hoa của nó cũng 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 còn nhỏ, nó cũng chưa chưa gọi là to lắm. Mình mới ghép được 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 1 tuần, hơn 1 tuần. Hoa đã được ngắm hoa rồi, khá là đẹp mọi người ạ. Mùi thơm của nó dịu dịu, rất là sai hoa luôn. Hy vọng là tầm này sang năm thì lại sẽ có một cái giò nó tương đối, nó phát triển để có thể là cho hoa thực sự, là nó phải hoa nó tự nhiên và nó khỏe mạnh. Đây cũng là một cái giò mình tách ra. Là người ta trồng ở nhà vườn nên nên là về là thân của nó cũng cũng yếu, không được to khỏe mập mạp đâu, rất là nhiều thân luôn. Nhưng mà đấy là cái hạn chế của cái việc trồng đại trà. Nhưng mà phải công nhận cái giống này nó cũng sống khỏe đấy, dù là từ nhà vườn về, nhưng mà là dễ giết các thứ, nó cũng thích ứng được nhanh với cái môi trường là tự nhiên. Toàn bộ cái phong lan mình trồng thì đều theo cái xu hướng là tự nhiên cả, để nó thích nghi môi trường, cây nào không thích nghi được thì chết, chết thì thôi, thế thôi, chứ không phải cứu chữa làm gì cả. Đấy, thạch hồng tía đấy, khá là đẹp. Trước mình mua có một nửa cân thôi, 200.000, và được hai cái trụ này một chậu nữa.